ngày 11 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh về hai tội giết người và cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, công an cũng khởi tố chồng Dung về tội che giấu tội phạm. Các lệnh và quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Trước đó, ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa Nguyễn Thị Ngọc Dung đến bãi xe ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để thực nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ vụ án. Nguyễn Thị Ngọc Dung khai, trong quá trình buôn bán rau củ tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Dung và chị HTTT, 27 tuổi, quê Bến Lức, Long An có mâu thuẫn. Từ đó, Dung lên kế hoạch sát hại chị T. Khoảng 11 giờ 30 ngày 30 tháng 9, Dung đến chỗ mẹ con chị T bán hàng, nói rằng có người muốn mua sỉ nông sản và muốn kết nối với người này cho chị T. Sau đó, Dung nại lý do tay đau và nhờ chị T dùng xe máy chở Dung đi gặp khách. Cả hai đến bãi xe container nói chuyện, thấy không ổn, chị T quay lưng lên xe định trở về thì bất ngờ bị Dung từ phía sau lao đến kẹp cổ, dùng dao đâm hàng chục nhát. Toàn bộ hành vi của Dung đã bị camera khu vực ghi lại. Nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong. Kết luận giám định pháp y thể hiện, chị T bị nhiều vết dao đâm tập trung ở vùng đầu, cổ. Sau khi gây án, Dung đã cướp của chị T số nữ trang khoảng 2 lượng vàng rồi lên xe tẩu thoát. Dung chạy về tắm gội do người dính máu và sình lầy. Chồng của Dung đã dùng xăng đốt bộ đồ giúp Dung. Liên quan đến việc người đàn ông xuất hiện trong camera xảy ra vụ việc, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để tìm hiểu sự việc. Nhiều người nói rằng người đàn ông này cũng là tài xế container chở rau củ đến chợ đầu mối. Một người buôn bán ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, chuyện cãi cọ gây gỗ ở chợ là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi nghĩ ông ấy cũng chỉ suy nghĩ hai người phụ nữ đánh nhau nên không can ngăn. Tôi nghĩ ông ấy cũng không muốn dính đến chuyện xích mích thường ngày ở chợ. Nhưng thấy đánh nhau không hô hoáng thì cũng tệ. Nếu như là tôi không giúp được thì cũng hô lên cho nhiều người cùng biết. Được biết, mẹ con chị T không có sạp chính thức ở chợ mà chỉ mướn một chỗ ngồi trong chợ, lấy sỉ rau củ rồi bán lại cho những người buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ nhỏ hơn. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Dung, một số người cho biết Dung lấy rau củ của mẹ con chị T bán ở chợ nhỏ Bình Phước, cách chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khoảng 2 km.